Xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đang đến với kênh của Lợi nha. Hello vợ yêu. Chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng Lợi sẽ xử nguyên một con gà này luôn. Trống nè cả nhà, 2.6 kg. 2.6 kg. Gà trống nha. Vợ, ủa sao vợ hay mua gà trống quá mà giờ không mua gà mái? Em không biết tại nhiều ca dao quá, tại nào không có gà trống á. Chứ chắc cái em gà nào em cũng mua được hết á. Mà thằng thường gà trống thì em thấy nó ít mỡ hơn. Sao anh cũng trống mà sao anh cũng mỡ dữ quá trời nè. Má trời cả nhà ơi, ổng làm ẩu á, ổng giao ổng quên á cái điện thoại, ổng hối ổng hồi đấy trời trễ giờ á, ổng làm ẩu con gà trang như là chỉ mà mỏ lông bự thôi cả nhà, còn lông con còn y. Giờ là phải mần lại một lần nữa. Rồi con gà này giờ tính làm món gì? Em hấp mướp. Hấp mướp hả? Rồi. Hấp mướp đâm muối ớt ha. Muối ớt. Chà, ngon chết được. Chà, hấp cho chứ nướng lâu lắm. Ok vậy. Dạ. Gì ngồi buồn yêu vậy? Vậy ba? Trời ơi, bữa nay đi xin tiền thôi rồi lấy tiền nó làm cái điện thoại của mình vậy từ mình đi xin tiền mà bị cái bể cái màn hình của mình rồi, trời ơi mình buồn từ sáng giờ luôn quá trời luôn. Mình ăn chỉ có gói mì mà ấy mì thôi mà mình mất hết cái điện thoại vậy nè, bể màn hình này mình sửa cái triệu mấy 2 triệu nữa, cái này không biết thay nhiêu tiền luôn nữa. Mà thấy thương ghê. Đi xin tiền kiểu gì mà bể điện thoại dữ vậy? Cái tiền nó gắn lên đặng cho ba mẹ con ngồi câu cá, không gắn rồi sao rớt xuống cái bạch. Thôi xui mà giờ lỡ xui rồi giờ thôi để từ từ để kiếm tiền, làm kiếm tiền để sửa lại màn hình ha. Rồi có mặt buồn hiu buồn hiểu. Nằm sự lơ với mình mấy lắm lem nè, coi chân cả chân cẳng nè, mới vừa về đó, mới vừa về hai mẹ con đi xin tồn về mà thấy mặt buồn hiu đó. Ủa sao kỳ ta, sao nay quay clip mà mặt buồn hiu vậy? Chèn gì bể cái điện thoại, cái này là cái điện thoại gì đây? Samsung đúng không? Samsung, con gái mình mua cho mình quay nè. Con bé Hương, con nhỏ bé Hương á, bé Hương là con gái lớn của chị ba mua cái Samsung này. Ủa nó cũng có ba con mắt giống cái iPhone nè, cái này loại này mới ra. Cái này nhiêu ta, thay mà không biết nhiêu, để em lên em sạch em coi coi nhiêu ha. Mong còn gần sáng à. Thôi xui mà, từ từ làm lại. Cố lên. Chưa có tiền gì hết mà ra tiền. Làm YouTube chưa có tiền. Ấp hai đào mà gần chết mà gặp bị điện thoại như vậy. Thấy thường quá à. Trời ơi. Mình coi tôi lội tôi bắt ấp nè. Té lệch bệch. Làm chưa có tiền. Làm YouTube chưa có xu nào hết trơn á mà. Xui. Thôi giờ em tặng chị cái màn hình được không? Trời, chịu không? Chịu. Ok. Chị vui lên cười. Giờ là sẽ bây giờ xiên nó. Đặng mình ướp đúng không vợ? Mình bỏ chút xíu gà no rồi vô cả nhà cho nó thấm gà cho nó ngon tí. Nó đậm đà. Cho nó ngọt thịt chút ha. Nhưng mà mình phải chọt nha cả nhà. Cứng quá cả nhà ơi. Em rửa tay cái. Hạt nêm canoa. Thì cái mình bỏ mướp lên cả nhà. Bỏ mướp vô chung vậy luôn hả? Không, em hấp trước một chút. Rồi mướp em bỏ lên sau cho mướp bỏ gần chín đó ha. Cho mướp nó còn ngon. Mướp nó còn ngon để nó rụng. Đó. Em bỏ củ hành vô cho nó thơm. Ngộ ha, gà là mình phải ăn với lại muối ớt. Gà là ăn muối ớt nha cả nhà. Còn vịt thì phải ăn nước mắm gừng. Ai quy định điều đó ta? Đây là để đem bằng muối hột nè. Ít ớt quá, thôi đây là lấy thêm ớt nha. Bây giờ con gà nó đã chín rồi. Hơi chín, sắp chín rồi. Giờ là sẽ bỏ cái phần mướp này vô nha.
chút chắc ăn ngọt dữ lắm ta ơi. Cái gì mà hấp là nó ngon hả? Nó giữ được cái độ ngọt. Đúng rồi, ngọt quá anh ha. Đúng rồi. Gà bây giờ nó đã chín rồi cả nhà ơi. Rồi sẽ lấy con gà ra nha. Ê anh cho anh làm gì chứ khi gì anh phải lấy đồ anh bợ anh. Ồ. Rồi còn cái này là mớp nè. Mớp lấy cái đồ múc ra chứ. Đúng rồi. Mớp với lại ba cái anh thấy lấy cái tô quá, lấy cái tô đổ nước vô mình hấp luôn. Đúng rồi, đúng rồi, mình làm nước súp ha. Ok. Đây, tôi cháo này nè. Em niêm nếm cho nó ngon nấu canh vậy đó. Niêm đi. Hay là bây giờ em sẽ đi nấu canh để mình hấp nha cả nhà. Mình niêm nếm rồi. Ê, nó cũng vừa ăn rồi cả nhà. Tại nãy em bỏ cà no á. Giờ chỉ cắt hành vô bỏ tiêu cho thơm thôi nha cả nhà. Chứ như mình làm canh vậy đó. Đổ vô cái xô mình hấp nha. Quá trời ngọt nước luôn. Mình nước của con gà ra với cái hơi nó xuống cả nhà. Mình cắt miếng tiêu vô cái nữa. Quá hấp dẫn. Xin chào cả nhà. Hai vợ chồng Lợi ngày hôm nay sẽ ăn con gà này nha. Mời cả nhà mình cùng thưởng thức chung nha. Em thì có tô canh ăn miếng cơm. Vậy hả? Em ăn cơm hả? Cả nhà cái nước này là cái nước mà mình hấp nó nước gà ra với vậy cái chắc cái hơi nó lên nó xuống ha anh. Ừ nước của mướp ra. Nước quá trời. À mướp nữa. Mướp với lại gà. Ngọt ơi là ngọt luôn cả nhà. Dạ. Ăn trước đi. Nè cho vợ nè. Dạ. Cảm ơn nhiều. À nóng quá vậy. Ừ. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Quá nóng quá cả nhà ơi. Nóng quá anh. Siêu ngon siêu ngon. Còn vô ớt nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Lâu lắm rồi mới ăn là canh mướp anh. Quá trời đã luôn. Lấy cơ nhà coi chấm muối ớt. Đây. Nếu mà ăn gà thì bóc tai mới ngon cả nhà ơi. Đúng rồi. Thử được muối mới ngon. Ngon lắm hả? Ừ. Đâu, cần hấp miếng đi. Nóng. Nóng hả? Ăn miếng mướp á, miếng mướp ngon á. Ăn thử miếng mướp nha. Sao ngọt dữ vậy vợ? À thôi em lấy ăn ra cái chén. Không. Giờ ăn cơm hả? Rồi ăn cơm thôi, giờ ăn gà nổi. Ăn cái đùi là no rồi. Quá đã. Tại sáng giờ em chưa ăn cơm. Cái này ăn khoai lang. Giảm cân hơn dạng khoai lang. Quện vô. Cái này là muối ớt ngon không? Muối hộp ngon anh ơi. Mời. Nó có mặn dữ đó nha. Chúng ta đâm muối ớt mà đâm bằng muối hộp á, rất là ngon. Con gà này ngon quá à. Tập này chắc ít nói lại quá. Mà thiệt á, hấp nó ngon ha anh ha.
quá trời ngon. Nó còn nguyên cái vị ngọt trong con gà. À, đã mướp nữa, mướp nó ngọt nữa cả nhà. Không ăn da. Cái lúc mà em ăn giảm cân ở cả nhà là em ăn cái ức này nè. Cái đường này nè cả nhà. Mà mình mua gà công nghiệp mới vết hóa xanh á, người ta thẻo ra hết á. Vì cái mình bỏ da mình luộc cái xả. Không bị hôi. Mướp nó ngọt. Cha đang trồng chuẩn bị ương hộp mướp ở trỏng rồi cả nhà, chuẩn bị đi trồng một vàng mướp. Còn ngoài đây thì em có thùng mướp á, em bán chả cá có cái thùng á, em cắt ra cái em làm một vạt rau ha. Trồng rau hả? Em trồng rau không? Mỗi em quay cho cả nhà xem. Đã gì đâu á. Ăn một miếng mướp nữa nha. Em chỉ đi miếng gà no vô nước canh. Nóng hay gì vậy? Nóng. Nước mướp nó ra. Nó ngon, nó ngọt, siêu, siêu vô địch. Ăn miếng cơm không? Không. Hồi nãy vợ gọi á, tao có bỏ vô miếng nước nào đâu. Nước đầy nước gà với cái hơi với cả nhà. Ngon quá. Không có gạo đi. Ăn cái cần cẩu hả? Đây. Bỏ da. Gà trống á cả nhà. Ít mỡ hơn gà mái. Thiệt tình là ăn cái đùi là no. Làm nửa chén cơm. Ê cái mặn. Cái này không biết em mắc trước à, mà em mới lái mới trời. Ê cái mặn là ăn cái đùi hả? Ngon quá. Cái con cổ mà lột da ra rồi nó còn có nguyên rồi. Ăn da nhiều quá nó mập. Đúng rồi, anh bỏ da bớt đi. Mất rồi. Hồi đó chua chấm cân cả nhà, cứ lấy cái gà, con gà lấy cái da ăn không à. Dịch cũng vậy nữa. Từ ngày giảm cân em biết rồi, em sợ. Lâu lâu lắm rồi mới ăn canh mướp. Ngon quá hả em hả? Mà sao cay dữ thần vậy ta? Này là gì ta? Này giống trái cật quá. Ngon. Béo. Có nửa chén cơm mà no rồi. No rồi hả? Cái đùi nữa đó. Nó phô câu nè. Em thích phô câu mà. No rồi. Thôi ơi. Ok. Dạ không? Dạ không. Ăn gì bổ nấy cả nhà.
Sao chứ mình thích gặm xương hơn em. Ủa vậy nãy giờ ăn thịt thích trơn vậy ta. Trong xương có thịt. Em phải ăn cái đùi á, cắn vậy nè. Ừ. Gân nó cũng ngon á. Anh no quá. Em yếu nè, coi chết thật luôn nè. Em này vũ anh nãy bé tèn lại nó nhỏ đó anh, hay mà cháu rùi lì biết gì không, không cho nên nữa hả? Đúng không hả? Đúng không, làm hoài sao tôi biết không ơn à. Ê, hỏi ghét quần bạc vô cái đùi gà đó. Cái thương bà Nguyệt nãy. Ừ. Hồi tháng là điện thoại em mà khóc quá cả nhà. Tại vì hỏi là biết không, hồi đó giành được cái điện thoại đầu tiên á cả nhà. Quý nhất luôn á. Quý nhất luôn á. Cái điện thoại đầu tiên mà được mắc tiền như vậy á. Giờ lỡ rồi, đâu ai muốn đâu. Mấy tiền hỉ rung. Bà chỉ biết khóc thôi. Khóc quay không tính không quay luôn á. Ừ. Khi nghĩ lại sợ phụ công mình phụ đồng kêu em quay YouTube rồi đó. Ừ. Cái tính đi về á buồn, buồn quay không nổi, nó bể vậy nhưng mà còn quay được, nhưng mà buồn quay không nổi. Điện thoại cho vợ lại khóc quá trời. Em mới mua được có 10 ngày hả? Điện thoại cho vợ lại khóc miếu máu. Nói thương gì đâu, thôi kệ, xui mà. Xui mà hơn. Xui mà hơn. Thôi mà xui. No rồi đó, đại em ăn kết thúc, miếng nước này là kết thúc nha. À, cũng ngon quá. Còn cái ức gà không à. À. Quá đã. Hôm nay ông xài bao tay tôi hơi hao rồi đó. Mua mắc tiền á nha. Về xài uổng. Thôi, lời với vợ lời ăn hết nổi rồi. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh Hội Vợ Chồng lại nha. Bye bye mọi chào người. Chào cả nhà.